Rồi, chơi level 34 nè. Đúng rồi, di chuyển đi. Nhảy qua. Rồi, bây giờ tìm cách dụ quả bom này để mình vượt qua cái đoạn này mới được. Rồi, lấy ngôi sao. Đúng rồi. Rồi, nó lăn tới nhảy qua. Đúng rồi. Rồi, quay lại lấy ngôi sao. Rồi. Rồi, bây giờ phải cẩn thận nhảy qua. Đúng rồi. Rồi, nhảy qua kia. Suýt nữa rồi. Cẩn thận, cẩn thận. Ấy. Trời ơi. Phải chờ chứ. Rồi, nhảy lên. Rồi, 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 nhảy qua luôn nào. Đúng rồi. Rồi, bây giờ nhảy qua kia. Đúng rồi, nhanh lên. Rồi, giỏi quá. Ấy, mất máu rồi. Rồi, rồi, tìm cách tiêu diệt nó nào. Rồi, rồi, đạp cho nó cái. Rồi, hay quá. Về đích. Level 35. Rồi, từ từ đã. Cẩn thận, mất máu. Yeah. Một em đã bị tiêu diệt. Hai em đã bị tiêu diệt. Rồi. Né tia laser. Ấy, từ từ. Trời ơi. Rồi, làm lại lần nữa nào. Một em. Hai em. Yeah, lấy ngôi sao đi. Rồi, bây giờ phải cẩn thận các tia laser nha. Đi lên từ từ thôi. Rồi, đúng rồi. Từ từ, từ từ. Rồi. Rồi rồi, gian lui lại, đúng rồi. Gian lui lại, rồi. Bây giờ chạy qua luôn. Yeah, thành công. Cẩn thận, bây giờ phải phóng qua kia rồi nhảy qua luôn nha. Ý, hụt rồi. Làm lại lần nữa. Rồi, lại hụt nữa. Lại lần nữa nào. Chỉ còn lần này quyết định thôi đó. Nữa là thôi nghỉ luôn á. Rồi, rơi xuống đáy xã hội luôn. Thôi bye bye.